Tổng thống Nga đã xác nhận một cuộc nổi dậy vũ trang đang được tiến hành bởi Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner. Trong một bài phát biểu trước quốc gia, ông Vladimir Putin gọi đó là sự phản bội và thề sẽ đáp trả gay gắt. Prigozhin nói rằng ông ta muốn lật đổ giới lãnh đạo quân sự của Nga và tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát các địa điểm quân sự quan trọng ở thành phố miền nam Rostov trên sông Don. Điều này bao gồm trụ sở quân sự của khu vực, một cơ sở hậu cần quan trọng cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Điện Kremlin đang kêu gọi các chiến binh trong nhóm Wagner từ bỏ thủ lĩnh của họ. Tổng thống Putin cũng cho biết hành động kiên quyết sẽ được thực hiện để ổn định tình hình ở Rostov-on-Don. Lính đánh thuê Wagner đã đăng tải hình ảnh trên một con phố ở Rostov-on-Don vào 7 giờ 30 sáng thứ Bảy, 24 tháng 6. Ông trùm lính đánh thuê người Nga nổi loạn Yevgeny Prigozhin yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và tướng hàng đầu của Nga Valery Gerasimov đến gặp ông ta ở phía nam thành phố. Prigozhin cho biết trong một video do cơ quan báo chí của chính ông đăng trên mạng xã hội rằng ông hiện đang ở trụ sở của quân khu phía nam ở Rostov-on-Don. Chúng tôi đã đến đây, chúng tôi muốn tiếp Tổng tham mưu trưởng và Shoigu, Prigozhin nói trên video. Trừ khi họ đến, chúng tôi sẽ ở đây, chúng tôi sẽ phong tỏa thành phố Rostov và tiến về Moscow. Một số lính đánh thuê được nhìn thấy đang canh gác và triển khai trên đường phố Rostov-on-Don, bao gồm một chiếc xe tăng nhỏ và các phương tiện quân sự. Chỉ huy lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin cho biết hôm thứ Bảy rằng ông đã nắm quyền kiểm soát thành phố Rostov-on-Don của Nga như một phần trong nỗ lực lật đổ lãnh đạo quân đội, trong điều mà chính quyền nói là một cuộc binh biến vũ trang. Dưới đây là một số thông tin về doanh nhân và người sáng lập tập đoàn Wagner. Với tia hung hăng, ngôn từ tục tĩu và thường xuyên có mặt gần tiền tuyến, Prigozhin đầu cạo trọc là một trong những gương mặt dễ thấy nhất của cuộc chiến, đã chiêu mộ hàng nghìn tù nhân Nga để chiến đấu cho Wagner và thù địch công khai với Bộ Quốc phòng về kế hoạch quân sự và tiếp tế đạn dược. Prigozhin, 62 tuổi, trong nhiều thập kỷ được biết đến với biệt danh đầu bếp của Putin do các hợp đồng cung cấp thực phẩm cho Điện Kremlin của công ty ông. Không rõ ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin thân thiện đến mức nào, nhưng họ biết nhau và cả hai đều sinh ra và lớn lên ở St. Petersburg. Sau khi thụ án tù dài hạn vào những năm 1980, Prigozhin bắt đầu bán xúc xích ở quê nhà. Ông ấy sớm bắt đầu tích lũy cổ phần trong một chuỗi siêu thị và cuối cùng mở nhà hàng và công ty cung cấp thực phẩm của riêng mình. Nhà hàng của ông nổi tiếng với những món ăn ngon và chẳng bao lâu sau đã đón tiếp các vị chức sắc thành phố, bao gồm cả phó thị trưởng lúc bấy giờ là Vladimir Putin. Từ đó, công ty cung cấp thực phẩm Concord của Prigozhin bắt đầu giành được các hợp đồng cung cấp của chính phủ, đưa hoạt động của nó lên một tầm cao hơn nhiều. Tháng 9 năm ngoái, Prigozhin thừa nhận rằng ông đã thành lập nhóm quân sự tư nhân vào năm 2014, năm Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine. Đây là xác nhận công khai đầu tiên của ông ấy về một liên kết mà trước đó ông ấy đã từ chối và kiện các nhà báo vì đã đưa tin. Tập đoàn Wagner đã chiến đấu ở Libya, Syria, Cộng hòa Trung Phi và Mali cùng các quốc gia khác. Nhóm này cũng cung cấp hỗ trợ cho những người ly khai do Nga hậu thuẫn, những người đã chiếm giữ một phần của khu vực Donbas phía đông Ukraine vào năm 2014. Tháng trước, nhóm này đã chiếm giữ thành phố Bakhmut miền đông Ukraine sau một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Tuy nhiên, trong cuộc tấn công dữ dội, Prigozhin đã phá vỡ những điều cấm kỵ trong hệ thống chính trị được kiểm soát chặt chẽ của ông Putin bằng những lời lăng mạ thô tục đối với giới lãnh đạo hàng đầu của Moscow. Sau đó, ông ấy đã phát hành một video cảm ơn Điện Kremlin, ngay cả khi ông ấy tung ra câu nói yêu thích của mình, sự phản bội bị cáo buộc của cấp cao nhất của Putin, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Trong đoạn video đáng nhớ nhất của Prigozhin, vào ngày 5 tháng 5, ông cho thấy một cánh đồng xác chết của những người lính đánh thuê Wagner, những người mà ông nói đã thiệt mạng do thiếu đạn dược do Shoigu và Gerasimov gây ra. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Prigozhin vì vai trò của ông ta trong vụ Wagner. Họ cũng cáo buộc ông ta tài trợ cho một trang trại, được gọi là cơ quan nghiên cứu Internet mà Washington cho rằng đã cố gắng gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.